bát nháo dịch vụ thẩm mỹ. Cả filler cả cắm là 1,5 triệu. Đảm bảo luôn là filler xịn. Có biến chứng em đến gấp 10. Tiền mất, tật mang. Cũng hơn giống như là nó làm cho mỡ nó tan chảy rồi nó hút ra nữa. Em còn nhớ đến lúc từng cháy luôn này. Đẹp thì không thấy, nhưng mà nó là thảm họa về mặt sắc đẹp. Thưa quý vị, có thể nói là nhu cầu làm đẹp đang ngày càng tăng cao và cũng là lúc mà các cơ sở thẩm mỹ đã tung ra nhiều những ưu đãi giá hời. Nắm bắt được tâm lý của khách hàng đó là muốn đẹp, muốn cả rẻ nữa. Thế nên là nhiều cơ sở thẩm mỹ đã lén lút hoạt động, thực hiện các can thiệp xâm lấn. Nhất là trong các khu chung cư, khi mà tiện ích thì sẵn có, dịch vụ tại chỗ rồi lượng khách hàng cũng dễ tìm nữa. Đây thực sự đã trở thành một mảnh đất béo bở cho các cơ sở thẩm mỹ chui nở rộ hoạt động. Lòng vòng phê thì 2 triệu. Botox là liều mạnh là 3 triệu. Cả filler cả cắm là 1,5 triệu. Đảm bảo luôn là filler xịn. Filler là sẽ tính theo cc. 1cc là 1,5 triệu. Ví dụ như cằm bạn nào ngắn quá thì 2cc là 3 triệu. Em lấy chi phí rẻ nhất rồi, nói thật. Này, mũi này. Sự thật là mức giá của các dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở này rất hấp dẫn, khiến khách hàng bị hút vào ma trận của những lời chào mời. Muốn đẹp là em cứ filler là đẹp luôn. Bao lâu ấy chị? Trong vòng độ tuổi khoảng 15 phút sao ạ? Thuốc nhà em là cho khách chơi hết mà. Thuốc của Hàn Quốc. Cái kim nó chỉ phải xíu như này thôi. Hết cả mặt, cả bóp tay, thoải mái luôn. Không vấn đề gì. Không bao giờ trở về mặt ban đầu nữa. Nếu mà một năm mà hết xuống giả lại tiền. Nhưng mà liệu có biến chứng gì không? Đảm bảo luôn. Có biến chứng em đến gấp 10. Cam kết nhanh gọn lẹ. Với lời bảo hành không thể uy tín hơn. Nếu vẫn còn lăn tăn, các chủ spa này tiếp tục đưa ra nhân chứng. Chị đang bảo là lôi ra chứ còn khách nhà em nhiều lắm. Đây mũi kim vừa mới dứt đây. Đấy, khách của em này, chị đi tiêm này. Tiêm trực tiếp vừa tiêm xong luôn đấy. Cô ruột em đấy, tiêm ở quán em đâu mà. Còn khách chúng tôi nhiều mà. Ký ốt này chỉ vòn vẹn chục mét vuông, nhưng có đủ loại dịch vụ, kể cả những dịch vụ không được liệt kê. Hầu hết các cơ sở này đều len lỏi trong các khu chung cư. Bên ngoài không có bất cứ biển hiệu nào quảng cáo về dịch vụ, thế nhưng bên trong lại tấp nập đến bất ngờ. Em tiêm luôn. Em tiêm hàng mấy năm nay rồi. Đây là 10 năm rồi. Thế mà thì em mới hỏi chị là chị biết em qua đâu. Chị có thể tham khảo Facebook của em ngày nào, em cũng rất là nhiều khách hàng luôn. Mình vừa thực hiện xong một ca nhấn mí vi điểm cho em khách đây. Mọi người theo dõi này. Hai nếp mí tròn đều nhau nhá. Và tiếp theo mình sẽ thực hiện là cắt môi cho bạn nha. Bạn nào đang quan tâm trên mạng quảng cáo rầm rộ là vậy. Nhưng nếu không mục sở thị thì chẳng ai hay. Điểm chung của các căn hộ này chủ yếu là loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh chui với trang thiết bị y tế sơ sài. Nếu khoảng cách còn là trở ngại với bạn thì sẽ có dịch vụ thẩm mỹ tại chỗ. Đầy đủ mọi thứ. Em tiêm tại nhà mà. Khách mà yêu cầu của em nên nhà em tiêm cho. Cái dịch vụ tiêm này trên cái hội nhóm này, nhóm chung cư thứ nhiều lắm. Rồi thì em cũng yên tâm, nghĩ là người ta làm ở nhà thì sẽ không làm vớ vẩn đâu. Tôi cứ tin vậy thôi chứ cũng đâu có kiểm chứng. Niềm tin đổi lấy cái đẹp, nhưng thực tế chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được cái giá mà họ được nhận. Em tiêm cho khách là có nghĩa là tầm này khách cũng được giá tốt nhá. Mà mình cũng có trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn. Vâng, tiêm cho khách mà lại để trau dồi kinh nghiệm thực sự là một điều đáng bàn đấy rồi. Thưa quý vị cũng thấy đấy, dù không có biển quảng cáo thế nhưng mà những cơ sở thẩm mỹ chui ấy vẫn đón khách liên tục. Thực tế là các chủ cơ sở này họ chủ yếu quảng cáo trên mạng xã hội, trong các hội nhóm cư dân ở những khu chung cư vân vân. Thế nên là khi mà giá cả phải chăng lại thuận tiện nữa thì cung cầu chắc chắn sẽ gặp nhau. Thưa quý vị, Hà Nội thì có khoảng hơn 500 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ tự công bố hoạt động do các quận huyện giám sát quản lý. Tuy nhiên, việc quản lý giám sát còn gặp nhiều khó khăn do một số cơ sở vẫn lén lút thực hiện các dịch vụ nằm ngoài danh mục được cấp phép. Có thể thấy là việc quản lý hàng trăm cơ sở đó đã là rất khó rồi. Do đó, để mà quản lý giám sát được hàng nghìn cơ sở chăm sóc sắc đẹp như là spa, chăm sóc da, cơ sở cắt tóc, gội đầu, làm móng, phun xăm, thêu trên da v.v. có sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn chui, đây là cả một thách thức trong vấn đề quản lý. Theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì sẽ phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng với những cơ sở vi phạm cung cấp dịch vụ thẩm mỹ khi mà chưa có văn bản không đáp ứng được các điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ. Cơ sở đã hoạt động trá hình không có biển hiệu, bởi dưới kia thì treo biển hiệu là spa hoặc là chăm sóc da. Tuy nhiên phía bên trong
thì người ta hoạt động, thì đó là những cái cơ quan quản lý cực kỳ rất khó trong cái công tác kiểm soát. Do cái quảng cáo một cách tràn lan, thế còn nhiều người thì lại không hiểu là các cái spa đấy không có cái chức năng, cái hoạt động này. Thế cho nên là lại muốn đẹp, muốn nhanh, muốn rẻ tiền, thế lại đi vào các cái cơ sở này. Cho nên ấy, là đẹp thì không thấy, nhưng mà nó là thảm họa về mặt sắc đẹp. Chúng ta phải có một cái chiến dịch để làm sạch cái vấn đề này. Vâng, có thể nói là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều người làm đẹp tìm đến các spa vì nó nhanh và nó không phải làm bất cứ một xét nghiệm nào cả. Chỉ cần nộp tiền và làm ngay, thế là xong. Trong khi những cơ sở này không có đủ điều kiện để thực hiện các can thiệp xâm lấn. Người thực hiện can thiệp thì không có chuyên môn về ngành y, vân vân. Bởi vậy dễ hiểu vì sao đã có nhiều người phải nhập viện vì những biến chứng khiến cho việc điều trị phải kéo dài và ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Thậm chí là có những trường hợp đã phải trả cái giá đắt do sự lựa chọn sai lầm của chính mình. Đây là hình ảnh bệnh nhân khi vừa mới nhập viện. Toàn bộ vùng bụng hoại tử đen, nhiễm trùng chảy nhiều dịch mủ, có nguy cơ sốc nhiễm trùng toàn thân do thực hiện hút mỡ tạo thành bụng tại spa. Dù đã qua cơn nguy hiểm, nhưng bệnh nhân vẫn phải đối diện với di chứng nặng nề. Họ tiêm cái gì vào, rồi họ bơm vào bụng mình thôi. Lúc đó giống như là nó làm cho mỡ nó tan chảy rồi nó hút ra rồi đấy. Em còn nhớ đến lúc em cháy luôn này. Vẫn còn filler. Nặng và dịch mủ đây. Đây là hai lỗ trước đây đã rạch ra để nạo các filler. Bây giờ cái filler nằm giải rác ở dưới da thôi, nhưng mà gây ra cái tình trạng viêm nhiễm tái đi tái lại. Lúc đầu tôi chỉ đến định tiêm rất là ít, người ta có tư vấn là 100ml và mông là hai bên là 300ml cho cả hai bên. Họ hứa hẹn là ngay sau khi mà thực hiện xong thì là mông sẽ tròn và ngực sẽ tròn như ý và rất là mềm mại tự nhiên. Sau khi làm xong thì bây giờ hậu quả rất là kinh khủng. Vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những tai biến thẩm mỹ gặp phải sau khi tiêm chất làm đầy vào ngực và mông tại spa. Chất dịch vẫn còn sót, nên bệnh nhân phải liên tục nhập viện để rút dịch. Chi phí cho ca trùng tu tại spa chỉ khoảng 30 triệu đồng. Nhưng cho đến bây giờ, số tiền chạy chữa đã nhân lên gấp nhiều lần. Không chỉ là cái hậu quả trước mắt là họ bị những cái biến chứng do làm thẩm mỹ như là sưng nề, biến dạng, nhiễm trùng, hoại tử, mù mắt, và gây ra những cái tình trạng sốc nhiễm trùng nhiễm độc có ảnh hưởng đến cái tính mạng bệnh nhân. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ngày nào cũng tiếp nhận trường hợp đến cấp cứu do biến chứng thẩm mỹ từ các cơ sở không phép. Chủ yếu đều nhập viện khi vết thương bị nhiễm trùng nặng. Như cô gái này, đến viện trong tình trạng sưng nề, viêm nhiễm toàn bộ vùng môi sau khi tạo hình môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ chui trên địa bàn huyện Hoài Đức. Ngay sau đó, nhóm phóng viên đã phối hợp với đoàn liên ngành tại đây đến kiểm tra cơ sở này. Phát hiện là những cái trang thiết bị như là bàn spa này, dụng cụ tiểu phẫu, banh kéo, rồi bông băng, kim tiêm ở trên các chung cư cao tầng mà nén nút hoạt động trong cái vấn đề thẩm mỹ chui này thì rất là khó khăn cho cơ quan quản lý. Bình thường thì là cấp một môi là 3 triệu. Cơ sở ở nhà đấy thì cũng là em thì thoảng mới nhận người làm tại nhà thôi á. Em thấy mọi người vẫn học về làm ấy. Dù không có chuyên môn về ngành y, nhưng chủ cơ sở vẫn lén lút thực hiện các can thiệp xâm lấn ngay tại chung cư từ nhiều tháng nay. Dự kiến xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp này là 45 triệu đồng. Nếu việc kiểm soát chưa triệt để và khách hàng còn xem nhẹ các dịch vụ làm đẹp, thì việc tái diễn vi phạm là điều không tránh khỏi. Bởi khi sự việc đã rồi, thì cũng chẳng thể lành lặn như lúc trước. Dẫu có nào nữa, cứ để nguyên hình hài vậy, không thay đổi, kể cả là làm cái nhỏ như. Vâng, thưa quý vị, xin được nhấn mạnh lại một lần nữa, đó là đây là những hình ảnh, những câu chuyện không mới, thế nhưng nó vẫn đang diễn ra ở ngoài kia. Sau chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa phần tiêu điểm này lên các nền tảng số của VTV, trong đó có kênh YouTube, kênh fanpage VTV24. Đó là một lời cảnh báo, và nếu được, quý vị hãy chia sẻ, hãy tag tên những người mà quý vị nghĩ rằng có liên quan đến câu chuyện này để họ cùng tham khảo những thông tin mà chúng tôi đưa ra trong chương trình. Vâng, và quay trở lại với câu hỏi mà anh Lâm hỏi tôi ở phần đầu của chương trình. Bây giờ tôi muốn hỏi lại anh là anh nhìn tôi thì anh có nghĩ là tôi có thẩm mỹ hay không? Tôi nghĩ có hai trường hợp ở đây. Một là chị Hải Yến không thẩm mỹ vì nhìn rất tự nhiên. Hai là chị thẩm mỹ ở một cơ sở tay nghề rất cao cho nên nhìn rất tự nhiên. Tự nhiên đúng không ạ? Vâng, đúng là trông tôi rất tự nhiên nhưng mà không tự nhiên mà đẹp được.
Vấn đề ở đây là gì? Là chúng ta phải đến ở những nơi, đến bệnh viện và được thăm khám, được phẫu thuật bởi những bác sĩ mà có tay nghề chuyên môn. Và xin nhấn mạnh lại đối với quý vị khán giả, đó là theo quy định của pháp luật Việt Nam thì việc sử dụng các hoạt chất để tiêm vào cơ thể người thì chỉ được thực hiện tại các cơ sở bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc là các cơ sở khám bệnh và được thực hiện bởi các bác sĩ.